Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tự hào là đơn vị tổ chức hội nghị thường niên y học bào thai Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề Bất thường tim bẩm sinh, từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh, diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2023 tại khách sạn DU Hà Nội, Việt Nam. Hội nghị bao gồm 13 bài báo cáo đến từ các chuyên gia đầu ngành y học bào thai và sản phụ khoa trong nước và quốc tế. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Valentin Fukipato, bác sĩ sản khoa cao cấp PT San PT, được đào tạo tại các trung tâm sản phụ khoa và bào thai lớn nhất nước Pháp tại Paris. Bác sĩ Valentin có nhiều năm kinh nghiệm về theo dõi thai sản, siêu âm thai, chẩn đoán và điều trị sớm các bất thường ngay từ khi còn là bào thai. Bác sĩ đặc biệt chuyên sâu về quản lý các bất thường bẩm sinh của thai. Bác sĩ Valentin thường xuyên tham gia và làm diễn giả tại các hội nghị về sản khoa và y học bào thai tại các nước phát triển hàng đầu về y tế. Hiện tại, bác sĩ Valentin Fugipato là bác sĩ sản phụ khoa, khoa y học bào thai, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vimec Time City. Tại hội nghị lần này, bác sĩ Valentin Fugipato sẽ chia sẻ kiến thức về chủ đề quản lý thai nghén các thai phụ có bệnh tim bẩm sinh.